Thưa quý vị, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Công đoàn Bà Rịa Phong Tàu vừa tổ chức thành công Đại hội Chi hội Khoa học Tâm lý Giáo dục lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024-2027. Nhiệm kỳ 2024-2027, Chi hội Khoa học Tâm lý Giáo dục sẽ tập trung vào nhiệm vụ củng cố, ổn định tổ chức, duy trì sinh hoạt đều đặn 3 tháng một lần, gắn với sinh hoạt chuyên môn, nâng cao chất lượng sinh hoạt để thực hiện chức năng nhiệm vụ theo đúng điều lệ chi hội. Bên cạnh đó, chi hội sẽ đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học theo hướng đổi mới sự nghiệp giáo dục, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. Cùng với đó là tham gia tích cực các hoạt động của hội khoa học tâm lý giáo dục tỉnh, các chương trình dự án, đề tài nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực trong phạm vi hoạt động của hội. Đại hội đã bầu ra ban chấp hành chi hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2024-2027. Ông Trần Quang Vinh, giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bà Rịa Vũng Tàu làm chi hội trưởng.